Xin chào các bạn đến với video tiếp theo trong hành trình khám phá những khía cạnh huyền bí và tâm linh của Kinh Thánh. Trong phần trước, chúng ta đã thảo luận về sự kết hợp của dân Do Thái và dân ngoại trong cây ô liu, cũng như vai trò đặc biệt của hai nhân chứng. Những câu chuyện này mở ra những cánh cửa tới sự huyền bí và ý nghĩa sâu sắc. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những tình tiết tiếp theo của Kinh Thánh và đi sâu vào cuộc tìm kiếm ẩn sau hai nhân chứng huyền bí. Hãy cùng nhau bước vào một cuộc hành trình tâm linh, khám phá sự liên kết giữa các câu chuyện. Nếu bạn đang tò mò và háo hức với những bí mật của Kinh Thánh, hãy nhấn nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong hành trình này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng khám phá cùng chúng tôi và đi tìm hiểu về những nhân chứng huyền bí. Chúng ta sẽ xem xét một khía cạnh khác của câu đố này. Chúng ta đã nhận thấy rằng hai nhân chứng là hai cây ô liu và Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy rằng những cây ô liu đại diện cho dân của Ngài, bao gồm cả người Do Thái và dân ngoại. Trong Khải Huyền 11:4, Kinh Thánh nói rằng hai nhân chứng không chỉ là hai cây ô liu mà còn nói rằng họ cũng là hai chân đèn. Chúng ta cần nhớ rằng tất cả điều này là một biểu tượng mà răng đã nhận được. Để hiểu biểu tượng này, chúng ta cần phân tích từng biểu tượng và cách nó được sử dụng trong toàn bộ Kinh Thánh. Chúng ta sẽ không cần làm điều đó nếu thiên sứ đã giải thích hải thượng về hai nhân chứng này, tương tự như các thiên sứ đã giải thích biểu tượng về con thú hoặc Babylon huyền bí. Nhưng Chúa muốn chúng ta khám phá điều đó, và điều này không phải là vấn đề. Ngài muốn chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. Vậy làm thế nào chúng ta sẽ xác định hai chân đèn là gì? Lần này, chúng ta không cần phải đi xa trong Kinh Thánh, bởi vì ở đầu sách Khải Huyền, rằng có một biểu tượng khác liên quan đến chân đèn. Trong biểu tượng đó, thiên sứ đã giải thích rõ ràng chân đèn đại diện cho điều gì. Việc này giúp chúng ta hiểu rõ hơn, vì nếu ta quan sát cách thiên sứ giải thích, chúng ta sẽ nhận ra chân đèn đại diện cho điều gì trong các biểu tượng khác của Kinh Thánh. Ví dụ trong Khải Huyền chương 1, Răng nhìn thấy biểu tượng về đấng Christ vinh hiển và cũng nhìn thấy 7 chân đèn vàng. Ông viết: "Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi, và khi quay lại, tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng." Trong câu 20, Răng nhận được giải thích về ý nghĩa của các biểu tượng. "Đây là sự mầu nhiệm về 7 ngôi sao mà con thấy trong tay phải ta và 7 chân đèn bằng vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh." Sách Khải Huyền chứa nhiều biểu tượng. Từ một đoạn này, chúng ta đã hiểu rằng các ngôi sao trong biểu tượng thường đại diện cho các thiên sứ. Chúng ta cũng thấy rõ rằng chân đèn là biểu tượng của điều gì? Hội thánh. Nhưng hội thánh là gì? Một hội thánh không chỉ là một cá nhân. Không, nó không phải là một thực thể đơn lẻ. Một hội thánh là một tập thể, luôn là một nhóm các tín đồ, một cộng đồng tín hữu. Vậy trong Khải Huyền 11:4, khi Kinh Thánh nói rằng hai nhân chứng là hai chân đèn, nó đang ám chỉ rằng hai nhân chứng là gì? Hai hội thánh hay hai nhóm tín hữu? Hai nhân chứng là hai cây ô liu. Họ là ai? Tín đồ Do Thái và tín đồ dân ngoại. Hai cây ô liu và họ là gì? Hai hội thánh, hai nhóm tín đồ, cũng giống như chúng ta đã thấy với hai cây ô liu, tín đồ Do Thái và tín đồ dân ngoại. Điều này thực sự đáng kinh ngạc và rất rõ ràng. Hai nhân chứng là dân của Đức Chúa Trời, cây ô liu, người Do Thái và dân ngoại. Và theo cùng một cách, họ là hai chân đèn vì họ là hội thánh của Ngài, tập thể các tín đồ của Ngài, thân thể của đấng Christ. Hiểu điều này, chúng ta là một chân đèn. Bây giờ, bạn đã hiểu tại sao Chúa Giê-xu luôn đưa ra những tuyên bố như thế này. Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người. Trích Matthew 5:16. Hay như Luca 12:35. Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Mọi thứ đang dần kết nối với nhau. Chúa Giê-xu đã đề cập đến dân của Ngài như những ngọn đèn và ánh sáng từ ban đầu.
Ngài cũng gọi chúng ta là những cây sinh trái. Nó đã ở đó suốt thời gian qua và tất cả những điều này. Đây là một bước ngoặt lớn. Vì bạn tôi, bây giờ bạn không bao giờ có thể nhìn nhận chính mình như trước nữa. Vì là một trong những cây ô liu của Chúa, là một trong những chân đèn của Ngài, bạn với tư cách là một tín hữu, là một trong những nhân chứng của Ngài. Có nghĩa là khi Kinh Thánh nói rằng hai nhân chứng sẽ được ban cho quyền năng để làm chứng về Đấng Christ trong 3 năm rưỡi theo một cách siêu nhiên. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ không chỉ giáng trên hai người, nó sẽ giáng trên tất cả chúng ta. Điều này thay đổi mọi thứ bởi vì Đức Thánh Linh hiện đang ở đây và quyền năng của Ngài đang hoạt động. Nhưng trong 3 năm rưỡi, quyền năng sẽ hiện diện theo một cách im lặng trong mọi cuộc tranh luận. Vậy bạn có thể tự hỏi, chúng ta có phải là thế hệ đó không? Chúng ta có phải là thế hệ sẽ nhận được quyền năng này không? Điều này còn tùy thuộc vào bất kỳ thế hệ nào sẽ là những tín đồ cuối cùng ở lại trong những năm cuối cùng trước khi Đấng Christ trở lại. Thế hệ cuối cùng đó sẽ trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời như chúng ta chưa từng thấy kể từ sách Công Vụ. Trong 3 năm rưỡi, họ sẽ làm chứng, chứng minh cho thế giới thấy quyền năng của Đức Chúa Trời như thế nào. Hãy xem điều này trong Khải Huyền 11:3. Hãy xem nó ghi gì. Ta sẽ ban quyền năng cho hai nhân chứng của ta. Họ sẽ mặc bao gai và sẽ nói tiên tri suốt 1260 ngày. Họ sẽ được ban cho quyền năng. Cũng trong sách Công Vụ, nó cho thấy các cơ đốc nhân đầu tiên đã trải qua những gì sẽ xảy ra với các cơ đốc nhân cuối cùng. Hãy xem những gì Kinh Thánh nói sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Công Vụ 2:17, Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên đầy tớ trai và gái. Ta và họ sẽ nói tiên tri. Câu 19: Ta lại sẽ làm các phép màu ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ hóa ra máu trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến. Đó là mô tả chính xác những gì Khải Huyền nói rằng hai nhân chứng sẽ làm. Trước khi Chúa Giê-xu trở lại, thế giới sẽ chứng kiến quyền năng của Ngài thông qua dân Ngài, như được mô tả trong Khải Huyền 11:5. Nếu ai muốn làm hại hai người này thì lửa sẽ ra từ miệng họ và thiêu đốt kẻ thù của họ. Ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. Toàn bộ khải tượng này đầy biểu tượng. Liệu lửa có phát ra từ miệng của những tín đồ không? Hay đó chỉ là một biểu tượng khác? Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng lửa từ miệng người khác nhau được sử dụng như một biểu tượng cho việc công bố lời của Đức Chúa Trời. Một ví dụ là trong Jeremias 5:14. Vậy Đức Chúa Trời vạn quân phán: Vì các ngươi nói những lời đó, nên lời của ta sẽ như lửa trong miệng các ngươi và như củi sẽ thiêu đốt các ngươi. Không có ai bị thiêu đốt bởi lửa từ miệng người khác một cách đen trắng, nhưng họ bị thiêu đốt bởi sự thật, lời của Đức Chúa Trời từ miệng người ta. Có thể đây cũng là một biểu tượng được sử dụng ở đây. Trong câu 5, thế hệ tín đồ cuối cùng này sẽ công bố lời của Đức Chúa Trời một cách siêu nhiên, một cách mạnh mẽ mà thế gian không thể tránh được. Đó sẽ là một thời kỳ thú vị. Câu 6 nói: Họ có quyền đóng trở lại trời để không mưa rơi trong những ngày họ nói tiên tri. Họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu và sử dụng mọi tai họa hại đất bất cứ khi nào họ muốn. Những tín đồ trong tương lai này sẽ được ban cho quyền năng. Họ sẽ tiên tri cho thế gian về sự xuất hiện của Đấng Christ và những lời cầu nguyện của họ sẽ có thể làm được những điều vĩ đại. Lời cầu nguyện của họ sẽ có ảnh hưởng to lớn, ngay cả đối với các tai họa cũng có thể xảy đến. Bây giờ, bạn đã hiểu tại sao thế gian lại căm ghét chúng ta nhiều đến vậy chưa? Hiện nay, chúng ta, những người theo đạo, chỉ là một phần phiền toái nhỏ nhoi trong mắt thế gian. Chúng ta có thể làm mọi người cảm thấy khó chịu một chút, nhưng thực ra chúng ta không đe dọa ai cả. Tuy nhiên, trong thời điểm này, được nói rằng những người tin lành sẽ hoạt động dưới sức mạnh siêu nhiên mà không ai có thể phủ nhận của Đức Thánh Linh.
Rõ ràng, nếu Chúa Giê-xu thật sự tồn tại và Ngài đã trao quyền lực cho nhân dân Ngài, thì thế giới sẽ không hối hận. Họ sẽ tức giận. Họ sẽ tấn công Đức Chúa Trời trước khi họ hối hận. Và đó là lý do khi Antichrist xuất hiện, thế gian sẽ mau chóng ủng hộ hắn trong việc loại bỏ chúng ta. Bạn cảm thấy mọi điều đang dần trở nên rõ ràng chưa? Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu bạn có những tín đồ hoạt động dưới sức mạnh không thể phủ nhận này, họ sẽ là những người vô địch, không thể đánh bại. Chúng ta hy vọng thế gian sẽ yêu quý chúng ta, nhưng thực tế họ chỉ muốn chỉ trích chúng ta đến mức muốn được bảo vệ khỏi những người được gọi là tín đồ này. Người duy nhất có thể làm điều đó sẽ là người họ coi là Messi thực sự của họ. Antichrist sẽ xuất hiện. Đó là lý do tại sao hắn sẽ bắt bớ các đạo sĩ và tại sao thế gian sẽ ủng hộ hắn trong việc làm điều đó. Bởi vì họ đã chán ngấy những tín đồ khác biệt này và những hành động mạnh mẽ của họ. Chúng ta đang dần khám phá sự việc như được ghi lại trong câu 7 khi hai người đã làm chứng xong. Họ làm chứng trong bao lâu? 3 năm rưỡi. Kinh Thánh nói rằng khi họ kết thúc việc làm chứng của mình, con thú từ vực sâu sẽ xuất hiện, tiến đến giao chiến, đánh bại họ và cuối cùng giết họ. Xác hai nhân chứng sẽ nằm trên đại lộ của một thành phố lớn được gọi bằng cách ẩn dụ là Sodom và Ai Cập, nơi chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Mọi người từ mọi dân tộc, bộ tộc, ngôn ngữ và quốc gia sẽ nhìn thấy xác của họ trong 3 ngày rưỡi mà không được chôn cất. Điều này rõ ràng cho thấy rằng con thú chống lại Chúa sẽ xuất hiện bắt đầu từ vực sâu. Hắn sẽ chiến đấu, đánh bại hai nhân chứng và giết họ đi. Chúng ta biết rằng hắn sẽ cố gắng tiêu diệt dân của Đức Chúa Trời, những nhân chứng của Ngài. Trong vòng 3 ngày rưỡi, thế giới sẽ ghét hai nhân chứng đến mức thậm chí không chịu chôn cất họ. Ý của tôi là sự thù hận sẽ nổ ra mạnh mẽ và chúng ta có thể hiểu tại sao. Bây giờ, chúng ta hiểu những gì sẽ xảy ra để dẫn đến điều đó. Trong các câu 9 đến câu 11, chúng ta thấy nhiều biểu tượng khác nhau, đa phần là các biểu tượng đã được thấy trong các kinh thánh khác. Lời tiên tri ngày bằng năm. Khi bạn đọc và nghiên cứu các lời tiên tri, đặc biệt là các lời tiên tri của Daniel, bạn sẽ nhận thấy rằng có một mẫu số ngày thường tương ứng với số năm. Ví dụ, chúng ta đã thấy điều này trong 70 tuần của Daniel, nơi số ngày được đề cập đại diện cho số 5 cho đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện, bắt đầu sứ mạng của người. Lời tiên tri của Jonah cũng sử dụng một biểu tượng tương tự khi số ngày dự báo chính xác số 5 trước khi Jerusalem sụp đổ. Nếu bạn chưa tham gia vào việc nghiên cứu những lời tiên tri này, thì tôi khuyên bạn nên làm điều đó vì chúng thực sự rất thú vị. Trong Kinh Thánh, có nhiều văn bản tham khảo đến số ngày trong lời tiên tri, tượng trưng cho số 5 một sự kiện sẽ xảy ra. Ví dụ, trong Ezechiel 4:6 có một câu nói: 40 ngày ta định cho ngươi, mỗi ngày đều đại diện cho một năm. Với lời tiên tri, số ngày thường ám chỉ đến số 5 một sự kiện sẽ xảy ra. Điều này phù hợp với khung thời gian 7 năm trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Một số người gọi đó là 7 năm đại nạn. Thực tế, thời gian này sẽ là 3 năm rưỡi, nhưng nó thể hiện một cách rõ ràng là lời tiên tri về số ngày đại diện cho số 5 như thế nào. Hãy cùng xem xét. Tất cả điều này sẽ xảy ra trong 7 năm cuối cùng trước khi Đấng Christ trở lại. Bây giờ, tôi biết nhiều người trong số các bạn đang tự hỏi, làm thế nào sự cất lên liên quan đến tất cả những điều này? Chúng ta có hai nhóm tín đồ, tiền đại nạn và hậu đại nạn. Những người theo tiền đại nạn thường tin rằng sự cất lên sẽ xảy ra ở đầu thời kỳ 7 năm. Những người theo hậu đại nạn tin rằng nó sẽ xảy ra vào cuối 7 năm khi Chúa Giê-xu tái lập. Đúng vậy, bạn biết rằng có nhiều tranh cãi về hai quan điểm đó, nhưng điều mà tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều đồng ý rằng sẽ có những tín đồ ở đây trong thời kỳ đại nạn. Các cơ đốc nhân sẽ bị bắt bởi Antichrist. Chúng ta biết điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng, từ khi bắt đầu, các tín đồ ở đây sẽ hành động không phải trong sợ hãi mà trong quyền năng. Trong nửa đầu của thời kỳ đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân Ngài khả năng đại diện cho Ngài. Theo cách siêu nhiên, trong 3 năm rưỡi, họ sẽ thực hiện phép lạ, làm những công việc vĩ đại và tiên tri. Tại thời điểm trung gian, Antichrist sẽ nổi lên và bắt đầu hành động đối với dân của Đức Chúa Trời.
Khải Huyền nói rằng thi thể của họ sẽ nằm trên đường phố trong 3 ngày rưỡi. Nhưng điều này là một dạng tiên tri ngày bằng năm. Bây giờ chúng ta nhận ra rằng dân của nước Chúa Trời sẽ không bị bắt giữ trong 3 ngày rưỡi, mà là trong 3 năm rưỡi cuối cùng. Đó là lý do tại sao nói rằng trong giai đoạn cuối cùng này, trong 3 năm rưỡi, thi thể của họ có thể không được chôn cất. Vì Antichrist sẽ bắt giữ những tín đồ và thế gian sẽ ghét họ đến mức không muốn chôn cất họ. Vào cuối giai đoạn 3 năm rưỡi, Đấng Christ sẽ tái xuất. Khi Ngài trở lại, tất cả dân của Ngài, bao gồm cả những người đã qua đời và những người còn sống, những người đã bị bách hại vì Ngài, sẽ được hồi sinh và cất lên để gặp Ngài trên đám mây. Đó là lý do tại sao trong Khải Huyền 11:12 nói rằng sau 3 ngày rưỡi hoặc 3 năm rưỡi, sinh khí từ Đức Chúa Trời sẽ nhập vào hai người và họ sẽ đứng dậy, gây kinh hãi cho những người chứng kiến. Hai người sẽ nghe tiếng lớn từ trời kêu gọi họ lên trên. Họ sẽ lên trời trong đám mây và kẻ thù sẽ chứng kiến điều này. Trong Khải Huyền 11:15, thiên sứ thứ bảy thổi kèn và có tiếng lớn từ trời nói rằng vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. Vậy là rõ ràng rồi. Sau 3 năm rưỡi bị bách hại, dân của Chúa cuối cùng sẽ nhận được công lý. Họ sẽ được cất lên với Ngài và triều đại ngàn năm của vương quốc này trên trái đất sẽ bắt đầu. Vẫn còn nhiều điều để khám phá, vì trong Khải Huyền 11:8 nói rằng thi thể của họ sẽ nằm trên con đường công cộng của một thành phố lớn gọi là Sodom và Ai Cập, nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh. Chúng ta biết rằng đây là một biểu tượng, có nhiều dấu hiệu. Nó nói rằng hai nhân chứng sẽ nằm trên đại lộ công cộng của một thành phố lớn, được gọi là Sodom và Ai Cập trong nghĩa bóng. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng có nhiều dấu hiệu ở đây. Câu hỏi là, thành phố lớn này là gì? Nó đại diện cho điều gì? May mắn thay, thiên sứ đã giải thích rằng nó đại diện cho một thực thể cụ thể cho một biểu tượng khác. Trong Khải Huyền 17:18, thiên sứ nói, người phụ nữ mà người đã thấy là một thành phố lớn, có quyền lực trên các vua và dân tộc trên toàn thế giới. Trong chương 17, chúng ta đã học được rằng người phụ nữ này là biểu tượng của Babylon lớn. Vì vậy, khi nó nói rằng những thi thể của nhân chứng sẽ nằm trên đường phố của thành phố lớn, nó đang ám chỉ đến sự liên quan của họ với Babylon lớn. Thành phố sẽ liên quan đến đế chế của Antichrist. Vấn đề là, chúng ta học từ sách Daniel rằng đế chế của Antichrist sẽ có thẩm quyền toàn cầu. Vì vậy, nếu điều đó đúng, những con đường của Babylon, của thành phố lớn sẽ không chỉ tồn tại ở một nơi mà trên khắp thế giới. Như mọi khi, chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé. Bạn nghĩ gì về Babylon lớn? Chúa đã dạy cho bạn điều gì thông qua việc nghiên cứu này? Đây là một lĩnh vực thú vị, nơi chúng ta có thể học hỏi và chia sẻ ý kiến. Trong sách Khải Huyền chương 17, Jean nhìn thấy một khải tượng mới. Lần này, ông chứng kiến một khải tượng về Babylon lớn. Hãy xem điều mà Kinh Thánh nói trong câu 6. Tôi thấy người đàn bà đó say máu các thánh đồ và huyết của những người tử đạo về Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy thì vô cùng kinh ngạc. Tôi đã luôn đọc điều này, nhưng không chú ý nhiều cho đến khi một người chỉ cho tôi rằng từ được sử dụng ở đây cho tử đạo thực ra được dịch từ một từ khác. Bạn có nhận ra rằng từ sử dụng cho đạo martis thực ra là nhân chứng? Nếu nhìn vào từ Hy Lạp martis, định nghĩa thực sự, ý nghĩa cũng như cách sử dụng của từ này được dịch thành nhân chứng, một người chứng kiến. Vì vậy, bản dịch chính xác nhất phải là tôi thấy người đàn bà đó say máu các thánh đồ và máu các nhân chứng của Đức Chúa Giê-xu. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc. Đây là một bằng chứng khác cho thấy hai nhân chứng sẽ bị bắt bớ bởi Antichrist, sẽ bị hại bởi Babylon lớn. Không chỉ có hai người mà còn là toàn bộ cộng đồng dân của Đức Chúa Trời, máu của những người chứng kiến. Trước khi chúng ta đi đến phần kết luận, có một biểu tượng nữa mà chúng ta cần phải giải thích. Trong Khải Huyền 11:3, Kinh Thánh nói, ta sẽ cho hai nhân chứng của ta mặc bao gai và nói tiên tri trong 1260 ngày. Mặc bao gai, nó đại diện cho điều gì? Trước khi chúng ta hiểu được hai nhân chứng là ai, chúng ta thường nghĩ họ là hai ông già mặc bao gai phải không? Nhưng hiểu rằng hai nhân chứng là một biểu tượng khác được tạo thành từ các biểu tượng. Chúng ta biết rằng bao gai là biểu tượng của một điều gì đó.
Với các công cụ hiện đại ngày nay, chúng ta có thể tra cứu mỗi khi từ bao gai xuất hiện trong Kinh Thánh. Những gì chúng ta thấy là xuyên suốt trong Kinh Thánh, bao gai là loại quần áo mà dân sự Đức Chúa Trời sẽ mặc khi họ than khóc hoặc sắp ăn năn, khi họ sẵn sàng ăn năn. Mỗi khi dân sự Đức Chúa Trời quay lưng lại với Ngài và khi họ quyết định quay trở lại với Ngài, họ sẽ mặc bao gai như một biểu tượng bên ngoài của sự thay đổi bên trong tấm lòng. Họ sẽ mặc bao gai để chứng minh rằng họ ăn năn và sẵn sàng phục vụ Ngài. Chúng ta thấy điều này xuyên suốt trong Kinh Thánh. Một ví dụ tuyệt vời là trong sách Jonah. Khi Jonah đến với Ninive và ông nói với họ rằng họ phải ăn năn, nếu không thành phố của họ sẽ bị phá hủy. Họ đã lắng nghe ông và như một biểu tượng cho thấy họ sẽ lắng nghe và quay lưng lại với đường lối xấu xa của họ. Họ tự mặc trên mình bao gai, một biểu tượng bên ngoài của sự thay đổi bên trong tấm lòng. Tôi nghĩ điều này rõ ràng khi Kinh Thánh nói rằng hai nhân chứng sẽ mặc bao gai. Đó là một biểu tượng ám chỉ đến một nhóm người đã thực sự ăn năn, một nhóm người sẵn sàng phục vụ Chúa. Khi quyền năng của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh Ngài tuôn đổ xuống, không phải ai cũng sẽ nhận được nó. Có rất nhiều người tự xưng là tín đồ Cơ Đốc, nhiều người tự xưng là dân sự của Đức Chúa Trời đứng về phía Ngài, nhưng chỉ những người mặc bao gai mới nhận được sự truyền quyền này. Những người đã thay đổi tấm lòng, từ bỏ lối sống tội lỗi, ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng của họ. Nhiều dân ngoại và người Do Thái đã mặc bao gai bằng cách sống cho Đấng Christ. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng những tín đồ dân ngoại của Ngài mặc bao gai và những người Do Thái cũng vậy, cây ô liu đó sẽ đứng vững. Khi Ngài thấy rằng dân của Ngài đã ăn năn và đang tìm kiếm Ngài hơn bao giờ hết, Ngài sẽ ban quyền năng cho họ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải tất cả những người tự xưng là tín đồ Cơ Đốc sẽ hoạt động trong quyền năng Thánh Linh này. Chỉ những người mong đợi điều đó và đã được mặc bao gai, bỏ lại thế gian phía sau để tìm kiếm Chúa mới, sẽ được ban thưởng bằng quyền năng trong giờ cuối cùng. Vậy nếu bạn đang xem điều này, có thể bạn đang tìm kiếm Chúa. Nếu bạn đã xem đến thời điểm này, có thể bạn đang khao khát Chúa hơn bao giờ hết. Bạn của tôi, bạn đang mặc bao gai. Bạn đang ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Nếu bạn tình cờ ở đây là một phần của thế hệ cuối cùng đó trước khi Đấng Christ trở lại, bạn sẽ được ban cho quyền năng. Vì vậy, lần tới, khi bạn nhìn vào gương, đã đến lúc phải đứng lên, đã đến lúc tự hỏi bạn thực sự là ai? Một trong hai nhân chứng.